ạ? Phải đảo đều đúng không ạ? Phải đảo đều là thật đâu. Vâng ạ, và anh cho em chúng tôi sẽ phải thống nhất một điều trước ạ. Đó là với giải thưởng này, theo quy định của ban tổ chức, đó là nếu như chúng ta lựa chọn được lá phiếu nào, kể cả khi vị khách hàng không có mặt ở đây, thì cho phép ban tổ chức của chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng và chuyển phần quà này cho vị khách, người đã thực sự may mắn để có cơ hội sở hữu chiếc xe hát này. Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin mời ạ, bạn đây sẽ là điều duy nhất được bốc ra đối với chiếc xe hát này. Xin mời anh hãy đào đều đi ạ. Đào đều ạ, quyết định là phải đào thật đều và để cho đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người ạ. Chúng tôi đề nghị là hôm sau là chúng ta tự chuẩn bị một cái thùng phiếu nó lớn hơn để dễ đảo hơn đấy ạ. Cảm ơn anh, đây là xin lời chào của anh đúng không ạ? Xin cảm ơn anh. Cho phép em được hỏi là anh có trong này có lá phiếu nào của anh không? Thật là có gọi không biết bằng thức mình đến có bỏ vào hay không? Vậy thì cho phép em hỏi luôn là anh là chủ nhân của căn hộ nào? Anh có cần giữ bí mật đúng không ạ? Anh giữ bí mật bởi vì là có lẽ là có quá nhiều bạn nữ ngày hôm nay ở đây đúng không ạ? Anh ngại đúng không ạ? À không quan trọng ạ. Nhưng mà anh nghĩ là nói ra sự mất thiêng. Biết đâu lá phiếu này có trong tay, có trong đó căn hộ của anh đúng không ạ? Anh có hy vọng như vậy không ạ? Không hy vọng lắm bởi vì nhà có SH rồi ạ. Vâng ạ. Anh mua căn hộ ở tầng mấy ạ? Tầng 20 ạ. Giá mà anh mua thấp hơn một chút. Như vậy là chúng ta sẽ tay một tràng pháo tay để cảm ơn anh, bởi vì không phải căn hộ của anh ở trong này đâu ạ. Chúng tôi xin được chúc mừng và bạn xin cảm ơn anh ạ, chủ nhân của một căn hộ ở tầng 10. Tùng xe mới rồi, kêu lên. Anh thả cái tay xuống, anh ôm cái chân anh, đúng rồi. Ta em phải xuống chuyển dẫn nhé.